Bản tin hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 8 sẽ có các nội dung. Cùng với đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, các học viện nhà trường toàn quân chú trọng bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ giáo viên, xây dựng hệ thống chương trình bài giảng phù hợp với điều kiện thực tế để chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021. Chỉ ít ngày nữa, các học viện nhà trường quân đội sẽ chính thức bước vào năm học 2020-2021. Để chuẩn bị tốt nhất về điều kiện học tập, song song với việc củng cố, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, thì các học viện nhà trường toàn quân chú trọng bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ giáo viên, tích cực xây dựng hệ thống chương trình, bài giảng, giáo trình khoa học đa dạng và phù hợp với điều kiện thực tế, theo đúng tinh thần của chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011-2020. Là một trong những giảng viên đầu tiên được lựa chọn thực hiện trước các tiết giảng kỹ thuật bằng chuyên ngành tiếng Anh, Thượng tá Nguyễn Anh Đức đã dành nhiều thời gian nghiên cứu điều chỉnh phù hợp với trình độ khả năng tiếp nhận của học viên. Nhờ kinh nghiệm trau dồi qua các khóa tập huấn và tham gia sự kiện đối ngoại của binh chủng thông tin liên lạc, anh cố gắng đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo môi trường rèn luyện ngoại ngữ, tăng tính tương tác tại lớp học. Đối với từng bài giảng thì nội dung giảng dạy chúng tôi phải chuẩn bị trước và chủ động gửi xuống đơn vị cho các em để các em đọc, đấy, có thời gian nghiên cứu, đặc biệt là tra các cái từ mới, các cái nghĩa mà nó không thường xuyên xuất hiện, nó đặc thù gắn với chuyên ngành kỹ thuật. Chúng tôi phải biên soạn, lựa chọn những cái câu từ và lựa chọn phương pháp của người giảng làm sao ở một cái cách thân thiện nhất. Được triển khai tích cực từ năm 2010 đến nay, hoạt động dạy học ngoại ngữ tại Học viện Hải quân đã có sự chuyển biến rõ rệt, với nhiều lứa cán bộ có chứng chỉ quốc tế và ngày càng có nhiều học viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp, luận án tiến sĩ bằng ngoại ngữ. Học viện xác định tiếp tục đẩy mạnh việc giảng dạy ngoại ngữ giao tiếp gắn với thuật ngữ chuyên ngành, làm tiền đề nâng cao chất lượng học ngoại ngữ chuyên ngành ở các năm học tiếp theo. Bên cạnh đó, kết hợp đan xen giữa tiết học truyền thống với học trực tuyến trên mạng LAN nhằm lôi cuốn học viên. Để thực hiện được cái nội dung này thì chúng tôi phải nâng cao cái trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên chuyên ngành tham gia giảng dạy ngoại ngữ và nâng cao cái vốn hiểu biết về quân sự và hải quân của đội ngũ giáo viên ngoại ngữ tham gia giảng dạy. Điều tiếp theo nữa là chúng tôi sẽ phải nâng cao hơn nữa cái chất lượng giảng dạy và đổi mới phương pháp giảng dạy. Tại Học viện Quốc phòng, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng hướng tới xây dựng nhà trường thông minh, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng dạy, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ giảng viên được coi là khâu then chốt, tạo sự chuyển biến vững chắc trong giáo dục đào tạo. Sau mỗi kỳ học năm học, cán bộ giảng viên học viện thường xuyên tổ chức họp, rút kinh nghiệm tại trung tâm điều hành huấn luyện, kịp thời điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo phù hợp với từng đối tượng. Chúng tôi rất quan tâm tới cái phương pháp giáo dục, tiếp cận cái phương pháp giáo dục hiện đại. Lấy người học là trung tâm và chúng tôi phát huy cái tư duy tự học, tự nghiên cứu của người học dưới sự định hướng của giảng viên là chúng tôi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tận dụng những cái thành tựu khoa học công nghệ để gì? Để truyền thụ kinh nghiệm cũng như là truyền thụ những kiến thức cơ bản cho người học. Chuẩn bị thật chu đáo, cẩn thận chính là tiền đề để có một năm học mới thành công. Bởi lẽ, những kiến thức, bài giảng hấp dẫn, sinh động được xây dựng trên tâm huyết của các thầy, cô giáo luôn là nguồn động lực to lớn để khơi dậy tinh thần ham học hỏi, nỗ lực phấn đấu của các thế hệ học viên quân đội.